Bởi vì có đem bột sạch dự phòng. Bột sạch dự phòng này của chị á, bảo lúc ở quảng dùng để mình phòng ngừa quay phim giải phẫu thì thường không thiếu một tiền anh Văn á. Cái này của ai vậy? Cái này ấm mơ hả? Hàm ba thì thay kê. Đây, dự phòng bỏ thay luôn nhỉ. Đưa xuống, tại coi đưa xuống cái chỗ
quản đưa vào bên trái này, tắt đầu bơm thì nhân hơi nặng nghiêng vào bên bên phải, thì nhân nghiêng ngoài phải để cho thuốc nó bám và nó chảy vào trong cái phế quản. Thì nhân thở, khi thở đây thì khi đó mình chụp được cái phế quản, cái này thuốc cản quang nó nằm trong cái phế quản bên phải. Ở trên đây những cái phế quản bên phải thì bên phần phần trên là mình thấy ở đây có một khoảng trống này, khoảng trống này là cái cánh nguyên thủy nhỏ cái ngang bên phải, nó phân cách các phân thủy với nhau nên là khoảng trống vô mạch. Thì sau này sau mình coi trên CT cũng vậy, mình sẽ khoảng ở trong phổi một khoảng gần như vô mạch, thì là cái đó là quanh cái bách nguyên thủy. Từ đây có bách nguyên thủy nhỏ và có một đường một nào cái bách nguyên thủy lớn để nó chạy từ D4 xuống qua chúng ta phía trước này, đến thủy lớn đến đến thủy nhỏ là ngang đây. Ngang là từ ngang của cái số thứ sáu chạy ngang đấy, chạy ngang trước. Thì cái bánh nguyên thủy đó khi em coi CT thấy đứa đi ngang bằng mặt phẳng với nhau á, thì em có thể chỉ nhìn thấy một đường, nhiều trường hợp cái bánh nguyên thủy nó cong thì các cong mình thấy cái hình tròn đi qua nó nằm ở bên trái trên cái CT, cái vòm đây này cách ở trên phần trên tròn cái vòm này nó. Thì đây là những cái phế quản của phân thủy đỉnh. Phân thủy đỉnh thì có cái vật của cái đỉnh trên có một cái nhà có trước và sau, trước sau chồng nhau. Có ở đây thì phân nào, phân thủy một, phân thủy hai, phân thủy ba. Phân thủy đỉnh thì có ba cái thủy đỉnh chia ra làm ba cái phân thủy, phân thủy đỉnh của thủy đỉnh, phân thủy sau của thủy đỉnh và phân thủy trước của thủy đỉnh. Thì trên ba cái thì cái trên phần trên này thì mình sẽ rõ nhất là trên kim nghiêng, thì đây là cái đi lên trên là phân thủy đỉnh của thủy đỉnh, nhánh đi trên, cái nhánh tay trước này là đây là phía trước thủy tim đây, thì đây nhánh ở tay trước là cái nhánh của phân thủy trước của thủy đỉnh, nhóm kết quả đi ra vào cái phân thủy trước, cái nhóm này đi ra sau đây là phân thủy sau của thủy đỉnh. Như vậy là toàn bộ mình cắt từ đây lên thì toàn bộ đây là thủy đỉnh và phân thủy trước thì nó sẽ là hình tam giác ở trên này. Cắt ở đây xuống. Đó, đây mình cắt ở đây xuống đây thì cái vùng chịu trách nhiệm phía này là của phân thủy đỉnh, phân thủy đỉnh. Phần từ đây xuống đến đây là phân thủy trước của thủy đỉnh. Và phần đây ở đây là phân thủy sau của thủy đỉnh. Được chưa? Đã hình dung được chưa đạt? Đây là bỏ bên trái. Đây là phải. Đang bên phải đang nói bên phải, cứ xuống nói bên phải trái ở dưới. Bên phải thì mình có cảm giác là nó sẽ có cái đường này của cái cánh nguyên thủy nhỏ và cái cánh nguyên thủy lớn nó sẽ đi như thế này. Nó sẽ có phần ở đây mình nhìn thấy là phân thủy giữa nó nằm trên bóng tim này, cái nhánh này nằm ở trong bóng tim không? Cho nên là khi mà xé thành viêm phổi thì nó sẽ trồng nó tìm cái này, cái nhánh này nhánh của phân thủy giữa, đây là cái nhánh mình sẽ tới bao trùm đây là cái tế lang, và đây là cái phế quản, những cái trục trung tâm, mình thấy cái trục này là những cái trục trung tâm của cái thủy, của cái phân thủy, nó cái đường này là đường phế quản, đây là trục trung tâm của cái phân thủy này, là phân thủy đỉnh của thủy đỉnh, và cái phế quản này là cái trục trung tâm của cái phân thủy trước của thủy đỉnh. Cái trục này ra hướng lên trên đây, cái này là bộ phân thủy sau của thủy đỉnh. Hình dung này chưa? Tại vì phân ở trên phân thủy bên phải này thì có hai cái rãnh làm phổi là cái rãnh nhỏ và rãnh lớn. Cái rãnh lớn nó sẽ cắt qua, nó chia ra được cái phân thủy trên và phân thủy giữa, và dưới dưới là phân là thủy đáy, và cái nhánh thủy nhỏ nó cắt cái phần thủy trên ra làm phần trên với thủy giữa. Thế nên có thể ở phía bên phải có cái thủy giữa nó tách riêng nhờ có cái bánh bánh như thủy nhỏ, còn bên trái không có cái nguyên thủy nhỏ, nó chỉ có một cái lớn, cho nên nó không phân tách ra. Thì mình cứ coi bên trái sau, và mình coi bên phải trước, coi bên phải trước này. Đó. Thì ở đây á, phần từ đây đi lên là phân thủy đỉnh, nhưng mà cái phân thủy giữa này nằm đây này, từ đây này đến đây vào đây này là phân thủy giữa, cho nên cái nhánh này, cái một nhánh là ngang, một nhánh đi vào trong, cho nên nếu như phân
kỳ giữa này nếu mà viêm hay là sẹo ở cái phân kỳ ngoài hay phân kỳ trong, phân kỳ ngoài thì nó này hướng vào phía ngoài này, phân kỳ trong thì nó mới làm xóa vỡ bờ tim, nó có bờ tim phía trước bờ tim, còn phân kỳ ngoài cho nên ở đây nó có hai nhánh của cái kỳ giữa, có hai nhánh, một nhánh ngoài và một nhánh trong, nên phân kỳ giữa nó sẽ có hai phần, nếu sẹo hoàn toàn thì em mới thấy hết được, và nếu mà sẹo nửa phân kỳ thì chỉ một nhánh thôi thì có thể liên quan nhánh ngoài hay nhánh trong. Còn cái phân kỳ sau đây chúng mình sẽ coi tiếp, vẫn tiếp đây cái nhánh đi xuống của phân kỳ sau đây này, của áo kim cái phân kỳ đáy đây, đáy ở dưới này, đây là phần từ đây đến đây của đáy, thì mình cắt ngang đây là cái phế quản của đáy này, đáy nó có cái phần ra sau này là phân kỳ đỉnh của kỳ đáy, kỳ đáy có một phân kỳ đỉnh nằm trên rồi là cái phân kỳ sau. Rồi sau đó có một nhánh ra ngoài, nếu nhánh ở đây á, trong một kỳ sau của bên phải nó sẽ có, nó sẽ có 6 ở trên, 7 ở trong, tức là nó liền với cả cái bờ tim ở bên trong, 8 thì ở phía trước, 9 thì ở phía ngoài và 10 ở phía sau. Những cái hướng ra sau là của 10, hướng ra sau ngoài là của 9, hướng ra trước là của 8, và sát cái tim tư hướng, tại vì cái phổi nó có một khoảng lớn, là của khoảng đáy lớn mà, cái phần tiếp giáp cái tim là của mặt trong là của phân kỳ 7, và mặt phía trước nó liền với cả cái kỳ giữa, nó bám ở phía trước là của 8, và ra ngoài là của 9, và ra sau là của 10. Cũng thích luôn hả? Rồi rồi để lấy hình dung thì sao? Nói lấy chưa hình dung được hả? Được. Ừ, chúng ta nói hình dung được mà. Đó thì đây trên trung nghiêm em sẽ thấy trên trung nghiêm á, trên ngang trên bờ tim trên đây. Là bắt đầu từ đây trên này thì cắt ngang qua đây là của phân thủy đỉnh, à, của thủy đỉnh. Thủy đỉnh thì có ba cái phân thủy, là phân thủy đỉnh của thủy đỉnh, phân thủy trước của thủy đỉnh và phân thủy sau của thủy đỉnh. Tiếp theo là phân thủy 5-6, ba mình là phân thủy 4-5 là 4, à, 4 là ở ngoài của phân thủy giữa. Thủy giữa có hai phân thủy là phân thủy 4 và phân thủy 5. Đó, thì bốn ở ngoài gọi là phân thủy bốn ngoài và phân thủy bốn ở trong. Còn dưới đáy thì có 6, 7, 8, 9, 10. 6 là phân thủy phần đỉnh của thủy đáy, 7 là cái phân thủy bên trong nó sát với tim, nó sát với tim là phân thủy 7, và hướng ra phía trước là phân thủy 8, hướng ra phía ngoài là phân thủy 9, và hướng ra phía sau là phân thủy 10. Nó như một cái hình khác, đấy, như một hình khác luôn. Cái B4 và B5 là chồng lên móng tim thầy ở phân kỳ giữa này. Đúng rồi. 5 thầy. 4-5. Đúng, cả hai mình. Đó. 4-5 thì có cái ngoài cái trong. Khi mình trùng nghiêng thì ngoài trong nó trùng với nhau. Cho nên khi nó bị xe, nó bị nghiêng thì mình sẽ bị chồng móng tim. Tại vì nhìn từ đây là mình nhìn từ ngoài vào trong tim. Còn nếu trên tim thẳng, à, thì nó là một ngoài, là phía ngoài này là phía trong cái thắng sản bởi vì thì là phía thẳng là ngoài là B4 hay B5? B4 B5 ở ngoài, B5 ở trong. Còn khi qua thủy lưỡi thì nó là trên dưới, tương ứng với cả 4-5 của thủy lưỡi là trên thì gọi là trên dưới. Rồi xong bên phải chưa? Cái hình ở giữa là gì thầy? Đó. Cái hình ở giữa, ba cái hình ở thầy còn cái dưới này là cái chích chưa? Cái chích, cái này chụp chích. Nó này chụp như hoàn toàn, nhưng hoàn toàn là móng tim của sống, nó này chụp chích.
thì nó nằm sai, không phải nó trùng một tim, nên nó không ra nằm trùng tim, nó không trùng một tim được. Cái tim nó chiếm hoàn toàn ở phía trước. Thì nó bật thì chúng ta nó bên cạnh thôi, cho nên khi nó bị động đảng nó sẽ phá mất cái bờ tim. Nó trước trên nó ôm cái tim. Còn phía trước là tim hoàn toàn rồi, phía trước trên tim nghiêng chỉ có thứ nhất là một cái khoảng sáng và là khoảng sáng sau cùng lúc. Rồi sau đó là bóng tim nằm hoàn toàn ở phía trước dưới. Đây này, thế là trên phim này thì chỉ một phần ở trên này là của phân 13 và một phần của phân 15 nó chém với chiếm ở phía trước này thôi. Còn cái tim chiếm hoàn toàn ở phía trước này rồi, không có phổi bao bọc nữa. Và phủ lên trên phổi là phân 15. Đó, nhưng mà phủ ở phía dưới là phân 17. Được chưa? Cho nên phân 17 mà tổn thương nó cũng liệu là phá các bờ tim ở ở phía trong. Bờ tim, cái bờ tim của cái nó không còn trọng, nó thế nó như là bờ tim thẳng của bên cạnh thì coi chừng nó xẹp hoặc là nó động đặt của phân 17. Ở bên hình bên phải này, hình thẳng thầy, giữa cái trên với phân thì giữa có một cái nhánh nhỏ là cái gì thầy? Nhánh nhỏ này á, cái nhánh nhỏ này, nhánh của phân thì sau này nó lên này, phân thì tỉnh của thì sau. Em nhìn vậy mà nó đi sau. Trên đỉnh nó có một cái phần tỉ đỉnh, đáy nó có một phần tỉ đỉnh của tỉ đáy. Được chưa? Cái phần tỉ này, phần tỉ dễ bị, chúng ta cho phần tỉ này hay bị dễ bị lao phổi ở phần tỉ này. Một cái B8 không thầy? Hả? Một cái B8 8 à? B10. Cái không, cái này 6. Cái B10 là ra sau. Cái phần tỉ đỉnh, phần tỉ đáy là 6. Đỉnh của đáy này hả? Sau trên. Tại vì sao? Tại vì cái nhân thể lớn này nó sẽ có một đường đi chẹt xéo này, nên cái góc trên này là của phân 16. Đây này, cái nhân thể lớn nó sẽ chạy từ đây, chạy thẳng ra phía trước này. Từ đây chạy lên. Thì toàn bộ cái phần khu vực này là của phân thủy đáy. Và ở phần cái cực trên nhỏ này, trên này là thuộc về phân thủy sáu. Đã được chưa? Hôm nay ở đây là toàn buổi số 1, còn cao học với nội chú không có hôm nay, là có cao học nội chú không? Ai cao học? Rồi, 2, 3 cao học. Có nội chú không? Đâu, ai nội chú? Ai nội chú rồi. Cái đáng thương em quá. Cho nên những phần đến này là mặt nội chú cao học hoặc đây đây nói cho nội chú có 1 và tôi chú hồi tháng quần thì nó có mình. Trường 1 đấy là cả quần lộn cao học là em biết bài. Tôi nói là mấy cái này là bản chuyên đề ra cho các em biết cái nên trình. Để chúng tôi cùng một mình cũng thao bằng 5 em đây được. Đấy không? Vậy là như vậy em vừa giỏi nữa và em có đề học cho này em ra, em có bộ của em cũng được như vậy được. Các em đâu có ngồi nghe. Tôi nói rồi, kiến thức có hết. Chúng tôi có sẵn hết, đấy cái này cũng trong cuốn sách, tôi đâu kịp chọn đâu. Em hỏi là đưa cuốn sách ra. Các em vừa mới còn trẻ nữa, có sức hoạt động em hơn tôi nhiều. Đang cố gắng em làm cho các bạn lên đây nói với chú phòng 1 một số kinh nghiệm với bạn 1 là chính giờ đâu có học cả ngày để ngồi dậy được chút rồi làm xe nữa. Tôi dạy khi năng của tân giả không rồi đã ra rồi bạn đọc bài rồi nên nó nói rồi tôi ngồi nghe mình chỉ làm cái năng này chỉ rồi lại học về ngày 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 rồi cho nên nó thành thức của chú thôi nhé. Cái làm tôi là do cái khán giả của em là toàn cái em bảo tôi chạy kẻ chú thì chưa biết gì cả đọc ra để tăng cường nó hay quá. Từ trường học các bài trao đổi tốt hơn thì tôi hướng dẫn số bài cơ bản để trao các bài các em được trong nó mỗi lúc vậy nó hay hơn, nó đỡ nhàm chán hay là các em phải làm việc chắc là phải nói thẳng thắng được đã cơ bản nó tốt hơn nên từ chuyên đề mà từ chuyên đề của những chuyên đề lớn là cơ sở mới phải chia nhỏ ra mới làm việc được thì một người rất khó đỡ thì đây hôm nay hỏi cái này bên phải cái việc đã thống nhất được bên phải chưa chú ý là bên phải nó có cái đánh như thủy nhỏ nên nó tách được cái thủy giữa ra riêng. Nó có cái thủy dừa. Đây là bên
đây bên trái đây, đây đây bên trái, nhiều khi bên trái người ta lại gom lại, à, đây cái bên trái đây, à, cái bên trái đây, nhiều khi cái bên trái thì người ta có khi người ta gom phân thủy một phân thủy hai lại với nhau, à, tại vì cái bên trái có mấy rãnh nó đẩy qua rồi xuống đây thì qua phần sau này đây cũng như phần đấy là phần sau này của cái phân thủy đáy. Thì đáy mày có phần ở phía trên là của đáy sau, thì dưới này cũng tương tự như vậy, nhưng mà nhiều khi phân thủy vì cái tên nó nằm bên trái nhiều cho nên cái phân thủy 7 nó quá mỏng, có những chỗ nó xếp phân thủy 7 phân toàn 8 bằng 1. Vì như vậy là vì cái tên nó kíp qua bên đó là cái phân thủy 7 rất là nhỏ, thì nằm qua đó thì chỉ có phân thủy 8, phân thủy 7. Nên ở phân thủy 7 này có khi người ta để vẫn đủ 10 phân thủy như kia để cho dễ nhớ. Đó. Có khi người ta gom lại thì nó cùng chung một nhánh kết quả, cho nên người ta chỉ nhỏ đi mình đây một nhánh, ví dụ ở đây nó chỉ có một cái nhánh của một cái nhánh trước, nhánh trên với nhánh sau chung, thì khi ta gom thành một phân thủy và một phân thủy trước, đó, là phân thủy lưỡi, đó, phân thủy lưỡi thì có nhánh ở trên, đó, phân thủy lưỡi trên, phân thủy lưỡi dưới, khác với phân thủy lưỡi là phân thủy ở ngoài và phân thủy trong, thì phân thủy lưỡi ở đây nó chạy theo chỉ chiều này là trên trước và trên, à, trên và dưới. Và phía sau thì giống như vậy, nhưng mà 7, 8 thì khi là chung là 1. Và trên này khi 1, 2 chung là 1, phân thủy 3 cũng còn, thì hoặc là người ta cứ nói ở đây là bao thủy là trên vẫn như là cũ. Như vậy là có đỉnh, có sau và có trước. Còn lưỡi đây ấy, đây nó chỉ có một cái rãnh, nhưng thủy lưỡi rãnh chạy qua đây. Đó, nhiều khi rãnh mà mờ đây, nó chạy đây. Còn cho nên là khi viêm nó có thể thông tất cả với nhau, nó xuyên qua, á, nó đi chung, nó không có một cái vách nguyên thủy nhỏ, nó không có một cái vách nguyên thủy nhỏ ở cái bên trái chỉ có một cái rãnh lớn là nó chia cái phổi ra làm hai phần, phần trên và phần dưới, phần trên thì gồm có phân thủy đỉnh và phân thủy lưỡi, là cái nhánh phế quản đi ra cách ra và không được phân cách với cái rãnh màng phổi, rãnh màng phổi là cái màng phổi đã tạo, còn gấp đôi này nó luồn vào trong, nó chia lại hoàn toàn chia mô phổi. Nghe kịp không? Chị thẳng thôi. Thôi chị đi thẳng trước cho em dễ. Đây. Đây thẳng cái phế quản đây, đây cái nhánh bên trái đây. Đây cái nhánh nhánh bên trái. Thì chắc là một phần nào đó người ta không đi hết thì ở phần trên đây. Cái phần này ở đây á. Đó, là cái phần của cái đỉnh. Cái phần này chạy ra là của cái lưỡi. Đó, cái nhánh thú lưỡi này là của cái đáy. Tại vì trên cái phim trên của cái này ấy thì nó cái tách lớn này cho nên cái tách biệt rõ nhất là cái tách biệt giữa cái trên và cái dưới hay gọi là cái thủy đáy, thì vẫn vậy cái phần thủy sáu vẫn có là của cái nhánh ra sau của phần thủy sáu và nhánh dưới này ra sau nó của 10 và 9 của 7, 8 thì nằm sát vừa tin trong này. Trên cái phim viêm thì ở đây mình nhìn khu vực này là khu vực ngoài, khu vực này là khu vực trước. Đó. Trước và trên thì có phần thủy lưỡi và trước và dưới. Xóa mờ cơ mày dưới là của 8. Khu ngoài mình nhìn thấy đây là của 9 và ra phía sau là của 10. Và trên một cái phim viêm mà không thấy được hai cái vòng bàn mình có cách nào mình xác định được là người ta có cái vòng bàn đặt lên thì mình để mình dễ nhận biết để họ thế em trả lời luôn đi. Làm sao phân biệt? Thì những bên trái thì hai cái bộ bàn sẽ khác nhau, bên phải thì bộ bàn sẽ không khác nhau. Rồi. Còn theo em hay đọc thì em nhìn thấy là em cảm giác là cái phim kỹ thuật liên tục là cái cục sóng máy bên tay phải em là bên phải, còn cục sóng bên tay trái là bên trái. Là theo những cái phim mình nhìn thấy rồi là đánh cái đấu phải đánh trái thì thấy như vậy. Đúng rồi. Là biết có còn cái nào khác không? Thực chất vậy nếu như mà nó phải chuẩn bây giờ là cơ hoành phải cao hơn cơ hoành trái 2 cm là những cái phim khi mà mình nghĩ nó chuẩn với phim phổi á
thì như vậy tức là mình chụp nghiêng phải thì cơ hoành nó sẽ song song với nhau, mình chụp nghiêng trái thì cơ hoành sẽ cách nhau, đúng không? Nhưng mà thực tế thì cái cơ hoành nó đâu có như vậy. Cho chính vì vậy là một là cái thứ nhất mình sẽ rơi vào sai lầm thứ nhất là nếu như cơ hoành nó không có như vậy. Và cái một phần nữa là mình biết rằng cái cơ hoành trái nó sẽ bị thông tin nó chồng lên trên, cho nên phần trước cơ hoành trái mình sẽ không nhìn thấy vì nó siêu cái sai cả tim. Cho nên mình, nếu mình lần theo cái vòng cơ hoành mà mình đứt đoạn trước thì đó là cơ hoành bên trái. Cái cơ hoành bên phải nó không có trùng theo cơ tim, cho nên nó có siêu cái sai với cả cơ tim. Đấy, cái này em đang học rồi, tôi hỏi em trả lời đi. Có đúng không? Đó thì chú ý khi mình gần thân biển đó, mình dò thấy cái bờ của tay cơ hoành xong mình sẽ nhìn thấy. Còn nếu mà những cái trường trời gần đàn dịch thì chú ý em chỉ thấy được một cơ hoành trong dịch, nó sẽ phủ mất cơ hoành bị đàn dịch rồi. Thì cái bờ lên cái tim sẽ đè lên trên cái cơ hoành bên trái chứ nó không đè cơ hoành bên phải. Tất nhiên chụp cái nhìn phải tốt, tại vì khi em muốn phim tốt thì mình nhìn thấy được siêu cái sai, còn nếu mà nó mờ ngay từ ở đầu thì mình không nhìn thấy được. Những phim chụp phải đúng kỹ thuật, tại nhiều người mờ có cái kia đi qua nó không nổi cái bóng mờ trong tim nó che hết cả rồi thì mình rất là khó xác định. Những khi mình chụp cho tốt thì mình sẽ thấy. Còn nhiều người nó thì dựa vào cái bóng hơi của dạ dày thì đúng không, dạ dày nó cách cái cơ hoành. Thì bóng hơi ở đây chúng ta cách khoảng 5-7 ly thôi. Nếu mà là cái bóng hơi ở đây đây cơ hoành quất như này thì cơ hoành của bên phải, bên trái không có cao quá như vậy. Nghe kịp không? Mình phải bám vào giải phẫu cho tốt. Nếu mà lúc nó dâng cao quá không thấy hoàn cũng có thể là. Thì đúng rồi đã làm trên cái phổi nó sẽ phá cơ hoành thôi. Vậy thì mình cứ dựa theo cái cột sống bên trái phải được không? Không, được thường người ta dựa cơ hoành chứ không có dựa cái cột sống. Nó đi gọn nó một và ba chân. Một ba chân là chỉ còn một ba chân là cái nhãn sáng mà là cái mờ nó thì không thấy hết luôn, thì mình có cách nào để mình nhớ là cái phim phải trái phải không? Thứ nhất là cái phim bao giờ cũng mình cũng phim phải, phim thẳng chứ đâu ai chụp phim nghiêng không đâu. Có bao giờ tự nhiên là chụp cái phim nghiêng bằng như phim nghiêng không? Phim nghiêng khi có phim thẳng mà. Hả? Thầy đang nói là phải chỉ đọc phim nghiêng khi có phim thẳng. Ừ, thì không bao giờ ai mà đi ngừa cái phim nghiêng hay đọc cái phim nghiêng là tổn thương ở đâu đâu. Em nhìn lại mình sẽ nhầm chết. Nếu tổn thương là sao biết tổn thương bên phải bên trái được. Khi mình cần nếu mà mang đố thì cái là mang đố và mang đạo. Tại sao lại mình đưa những cái hình ảnh mà có cây phế quản kèm theo thì dễ hình dung cái phì nó. Đó thì bao giờ bệnh những cái tổn thương mà chồng trên bờ tim bên phải là của cái thủy giữa, bên trái là của thủy dưới, còn cái tổn thương mà lên tới bị phổi là phân thủy đỉnh của thủy trên. Cho nên hôm qua nói cái xẹp phổi của thủy đỉnh đấy là phải lên tới trên. Đây nhánh thì ta vẽ đây rồi, nên ở đây thì ta vẽ đặt cụ chú đây. Đó, em muốn đánh dấu thì vào đánh dấu ở đây. Để trên đường đang ghi phủ đề hết đây. Thế nên giao cái này cho nội chú với cả cao học soạn nó rất là tốt phải không? Nghe có chia ra 5 người soạn ra gì đâu. Thôi ta nói tiếp bài hôm trước nhé. Được chưa?